Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Video hôm nay thì mình sẽ xin phép chia sẻ về vấn đề thẻ ngân hàng bị khóa ở Nhật ha. Đối với Yucho, trường hợp mà rút tiền hay là chuyển khoản hay là giao dịch ở máy không thành công thì ta có thể đến tại quầy của Yucho, bất cứ chi nhánh nào cũng có thể xử lý được. Ngoài cái thẻ Yucho thì là mỗi tỉnh thành cũng đều sẽ có một cái ngân hàng riêng của cái tỉnh thành đó. Rồi khi mà mình chuyển đến một cái tỉnh thành khác ở thì là đồng thời trong cái thẻ ngoại kiều của mình thì địa chỉ cũng sẽ bị thay đổi theo. Thế cho nên là một trong những cái nguyên nhân mà cái thẻ ngân hàng bị khóa là chưa cập nhật cái địa chỉ mới đó. Trường hợp không phải thẻ Yucho thì đến đúng cái chi nhánh để làm thẻ ngân hàng ở trước đó. Còn nếu không đúng cái chi nhánh mà ghi trên sổ thì ngân hàng sẽ không xử lý được đâu á. Nếu mà mình không nhớ được cái chi nhánh mà mình đã làm thẻ ngân hàng ở đâu á thì là mình mở cái sổ thư chỗ ra, mở cái sổ ngân hàng ra, tìm đến cái mục là Kusaka Setsuten á thì cái chi nhánh nó nằm bên cạnh, rồi chỉ cần đến đúng cái quầy của cái chi nhánh đó thì là họ sẽ xử lý cho mình ha. Mọi người nhớ là xịt cồn sát khuẩn trước ở bên ngoài hen. Và sau đó là sẽ tới cái máy này bấm lấy số rồi đợi tới lượt thôi. すいません。教習カードをちょっとやばい。引き出しできない。引き出しできないっていうふうになっちゃいました。あ、はい。ちょっとじゃあおかけになってお待ちください。神様、すいません、お待たせしてます。そしたらですね、これありがとうございます。今あのここに住んでるんですよね。はい、こっちの方ですよね。はい、そうです。そしたらですね、あの申し訳ないんですけど、今ちょっと担当が来ますから、おかけになってお待ちくださいね。日本語大丈夫ですか？はい、ちょっと大丈夫です。はい、口座作ってもらった時と住所が変わってますよね。で、今回あの住所とかも変わっちゃってるので、うん、今お使いのあの口座は解約させてもらいたいんですね。よろしいですかね？はい、ハンコって持ってきてます？はい、はい、ハンコ持ってます。そしたらここ書いてもらいたいんですけど、はい、番号これからですね。で、ご印鑑を、あの、つきすぎちゃったかな。仕事が大変だった。結構あの厳しくなってる。手続き終わったら、はい、お金を渡しますので、お呼びしますので、また下がって。通帳のこちらに。金額の方が。Ở Nhật thì cái thẻ Yucho nó khá là phổ biến trên toàn quốc. Thành thử ra là khi mà gặp vấn đề về thẻ thì là có thể đến bất cứ cái chi nhánh nào tại quầy cũng có thể xử lý được. Ngược lại thì ngoài cái ngân hàng Yucho thì là những ngân hàng khác họ khá là khắt khe về cái việc mà là khách hàng ở tỉnh thành khác nhưng là sử dụng dịch vụ của ngân hàng ở tỉnh thành khác. Nên thành thử ra là họ sẽ khuyên mình về cái ngân hàng ở gần nơi ở của mình hiện tại để mở một tài khoản mới, thay vì việc là mình phải đi đến một cái nơi mà khoảng cách nó khá là xa để mà báo lỗi về thẻ ngân hàng. Rồi nói chung là nói tóm tắt là như thế này, lúc trước là mình ở tỉnh thành A, ở tỉnh thành A thì nó có ngân hàng chi nhánh A, thành thử ra là mình đã mở một cái tài khoản ở chi nhánh A rồi. Bây giờ thì mình vừa mới chuyển đến tỉnh thành B ở, thành thử ra là trong cái thẻ ngoại kiều á là họ đã cập nhật cái địa chỉ mới là địa chỉ B. Và cái thẻ ngân hàng cũ bị khóa nên là đã tới cái quầy của chi nhánh A cũ để báo cho nhân viên xử lý. Và họ đã khuyên mình hủy dùng cái thẻ cũ đi và đến cái chi nhánh gần nơi ở của mình để mở một tài khoản mới thì tốt hơn. Và đồng thời họ sẽ hoàn trả lại cái số tiền mà mình đã có trong thẻ cũ. Và những cái loại thuế cũ mà mình chưa đóng họ cũng sẽ trừ luôn. Vì lý do là về thông tin cá nhân cũng như là sự giao dịch của các khách hàng khác cũng tại ở ngân hàng, cho nên là mình chỉ có thể đưa một phần video nhỏ lên làm ví dụ. Hy vọng cái video nhỏ này của mình sẽ giúp ích cho những ai đang học tập và làm việc và sinh sống ở Nhật Bản. Và mình cũng rất là cảm ơn mọi người đã vào xem video của mình ha. Xin hẹn gặp mọi người ở video tiếp theo nha.